Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có một chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể là vấn đề mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thì tôi lại à, vô tình đọc vào trong báo chí của cộng sản ngày hôm nay đã đăng hoàn hàng loạt tất cả các báo chí cộng sản đều đăng về việc mà Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức lên tiếng trong vấn đề mà ông ta từ chức tất cả các vị trí trong cái guồng máy cai trị đồng thời cũng lên tiếng giải thích là về cá nhân gia đình của ông ta vợ con không hề có liên quan gì tới vụ kích thách Việt Á và chưa bao giờ gặp ông chủ của kích thách Việt Á vân vân quý vị qua cái bài báo mà báo chí cộng sản đăng lên thì tôi lại có một vài vấn đề muốn đặt ra và phân tích với quý vị là liệu cái câu chuyện này nó như thế nào và trên danh nghĩa và trên cái mặt báo chí thì cộng sản cho rằng ông nguyễn xuân phúc từ chức vì chịu trách nhiệm liên đới trong cái việc mà kích thích việt á và chuyến bay giải cứu khi mà hai phó thủ tướng là phạm bình minh và vũ đức đam cũng đã bị từ chức như vậy, đây là cái lý do mà cộng sản đưa ra, tức là những kẻ cai trị đưa ra cho rằng ông ta có trách nhiệm liên đới trong vai trò là chủ tịch nhà nước. Như vậy thì quý vị, câu hỏi đặt ra, nếu dựa trên cái lời giải thích này của phía cộng sản thì ông chủ tịch nhà nước là người chịu trách nhiệm sau cùng. Vậy thì ông thủ tướng có chịu trách nhiệm hay không? Và ông ta bị chịu trách nhiệm trong lúc ông ta là thủ tướng thì thì cứ cho là như vậy đi, nhưng mà câu chuyện này nó kéo dài qua tới cái giai đoạn mà phạm minh chính làm thủ tướng luôn chứ không phải chỉ là nguyễn xuân phúc tại nguyễn xuân phúc chịu trách nhiệm là trong thời gian ông ta là thủ tướng thì quý vị kẻ chịu trách nhiệm liên đới sau đó có phải là phạm minh chính hay không câu hỏi chúng ta vẫn phải để cho phía cộng sản họ tự trả lời với nhau mình chỉ là đặt câu hỏi và mình giải thích vấn đề đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được trong cái câu chuyện của nguyễn xuân phúc và trong đó thì ông ta khẳng định là vợ con của ông ta cá nhân của ông ta không hề gặp gỡ với lại ông chủ của Việt Á và thứ hai là cũng không có liên quan gì tới cái vụ kiết thách Việt Á lời giải thích này liệu có hợp lý hay không bởi vì theo cái luồng dư luận ở trong nước và theo tất cả những cái nguồn tin cho biết thì đúng ông Nguyễn Xuân Phúc nói không sai một chút nào ông ta cá nhân không hề gặp gỡ với ông uh, chủ chiết thách của Việt Á. Như vậy thì ông ta đã gặp gỡ với ai? Và giống như tôi đã từng nói với quý vị, kẻ đứng sau cùng trong cái vụ này là Nguyễn Công Khế. Bởi vì ông ta chỉ gặp Nguyễn Công Khế chứ ông ta không hề gặp ông chủ kiếp thách của Việt Á. Và từ cái uh, việc gặp gỡ với Nguyễn Công Khế này, nó mới dẫn tới cái sự chỉ đạo trên các cái uh, thành viên của Bộ Y tế để cho cái kit thách Việt Á được nhanh chóng có giấy phép. Quý vị, nếu không có quyền Thủ tướng của ông Phúc, thì làm sao Bộ Y tế thông qua và chấp thuận cho cái kit thách của Việt Á được đưa tới công chúng và sau đó mới là các cái cơ quan CDC, tức là các cơ quan phòng chống dịch bệnh của các tỉnh mới mua cái kit thách này. Nó phải đi từ cái giai đoạn, quý vị. Tức là đâu có thể khơi khơi nhập cản vào rồi muốn đưa cho bộ CDC là là đưa đâu nó phải được sự chấp thuận của Bộ Y tế là cái kit test này nó an toàn đã. Thì sau khi có cái xác nhận của Bộ Y tế thì lúc đó mới tính tới chuyện bán những cái kit test này và cung cấp những cái kit test này ra thị trường bên ngoài. Và các cái các cái CDC tức là các cái trung tâm phòng chống dịch bệnh các tỉnh nó phải dựa trên cái quyết định là của Bộ Y tế thì nó mới dám nhận cái kit test này chứ khơi khơi nó đâu có thể nhận được quý vị. Do đó, lúc đó ai là người đã thúc đẩy cho Bộ Y tế thông qua sớm cái kit test này, trong khi không xác minh rõ ràng nguồn gốc của kit test và sự an toàn của kit test. Quý vị, người ra lệnh có phải là Nguyễn Xuân Phúc hay không? Lúc đó ông ta là thủ tướng. Do đó, nếu mà nói là ông ta không có gặp gỡ với ông chủ của kit test thì đúng. Nhưng nếu nói ông ta không có liên hệ tới cái vụ kit test Việt Á thì không đúng. Bởi vì ông ta chính thức đã ký văn bản để cho Bộ Y tế phải thông qua sớm cái kết thúc này Thì nó mới đến được những nơi khác Đó là cái điều thứ nhất Điều thứ hai là quý vị Ông ta nói rằng vợ con của ông ta Không có dính dấp gì tiền bạc hay là cái kết thúc Việt Á Và cũng không gặp ông chủ của Việt Á Điều này đúng luôn Bởi vì bà Thu từ đầu tới cuối Bà ta đã không có gặp trực tiếp với là ông chủ Việt Á Nhân viên và người thân của bà ta Vợ con của Nguyễn Xuân Phúc không dính dáng tới chuyện này. Nhưng lại là người đứng phía sau. Bởi vì những người bị bắt trong số một, hơn 100 người bị bắt trong cái chiếc thép Việt Á đều là gia đình bên bà vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là bà Thu. Ít nhất có 2-3 nhân vật ở trong gia đình của bà ta đã bị bắt. Do đó, nếu mà nói một cách chính thức, officially thì đúng, bà ta không hề gặp gỡ ông chủ chiếc thép. Nhưng những nhân vật trong gia đình của bà ta thì có tiếp xúc, thì có tiếp xúc và có làm việc với cái kiếp thác của Việt Á, cho nên mới bị bắt giữ. Thì quý vị về quy tắc chính danh thì đúng Nguyễn Xuân Phúc và vợ con không hề dính tới. Nhưng về mặt khác thì gia đình họ có dính tới hay không? Yes, tức là bên vợ của Nguyễn Xuân Phúc đều dính tới. Và nếu như mà ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là thủ tướng. Thì liệu ông chủ kiếp thép Việt Á có làm ăn chung Với những người bên gia đình vợ của ông Phúc hay không Có nghĩa là nhờ cái thế ông ta là thủ tướng Ông ta ký văn bản cho phép Cái kiếp thép Việt Á nhanh chóng được thông qua Bởi Bộ Y tế thì lúc đó ông chủ Việt Á mới bắt đầu Xúc tiến làm ăn Với gia đình bên vợ và những người bên vợ của ông Phúc bị bắt Những người này đâu phải là Trong gia đình trực hệ đâu quý vị Nguyễn Xuân Phúc đang nói về trực hệ Tức là ông ta Vợ và con thôi Nhưng ông ta không nói những cái liên hệ khác Trong gia đình bên vợ Tức là em vợ Hay là gia đình bà con bên vợ của ông ta Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là đúng Ông ta không hề gặp ông chủ kiết thích của Việt Á Tại vì ông chủ kiết thích Việt Á Chưa đủ tư cách để đi gặp ông thủ tướng Người đi gặp ông thủ tướng Để thuyết phục ông thủ tướng này Chính là Nguyễn Công Khế Là sư phụ của ông chủ Việt Á do đó quý vị cái câu trả lời của nguyễn xuân phúc chúng ta thấy rõ ràng là có những cái mà nếu mà quý vị không để ý kỹ cái ngôn ngữ đó quý vị dễ bị lầm lẫn do đó quý vị đây là cái câu chuyện thứ nhất mà tôi nói quý vị là nguyễn xuân phúc có liên hệ tới việc kích thích việt á hay không trong <laughs> câu hỏi thứ nhất câu hỏi thứ hai là lúc mà xảy ra cái uh, chuyến bay giải cứu và cái vụ kích thích của việt á nó hai đời thủ tướng rồi tức là đời thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc rồi sau đó tới đời thủ tướng của Phạm Minh Chính vậy thì Phạm Minh Chính có chịu trách nhiệm liên đới tới vụ này hay không khi Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức từ chức thì Phạm Minh Chính bây giờ vẫn còn là thủ tướng do đó câu hỏi được đặt ra là liệu người kế tiếp có phải là Phạm Minh Chính hay không quý vị đây là tôi nói về cái guồng máy hành chính của cộng sản thôi nha, ok? và câu hỏi thứ ba mà tôi đặt ra trong cái chương trình này là Nguyễn Phú Trọng có chịu trách nhiệm liên đới hay không? Nếu tính theo cái lời đảng của họ, Nguyễn Phú Trọng là người chịu trách nhiệm trực tiếp và nặng nề nhất. Bởi vì sao? Bởi vì trên 100 người bị bắt giữ trong cái vụ kích thách Việt Á và kể cả cái vụ chuyến bay giải cứu ở tại À, bộ ngoại giao hai vụ này tất cả những kẻ phạm tội đều là đảng viên nếu nói nguyễn xuân phúc phải chịu trách nhiệm liên đới liên quan tới hai cái vụ án này về mặt chính phủ về mặt kẻ cai trị guồng máy cai trị thì như vậy về mặt đảng nguyễn phú trọng có chịu trách nhiệm liên đới về việc mà đảng viên của mình tại vì tất cả những kẻ bị bắt và bị uh, truy tố liên quan tới hai vụ án này tất cả 100% đều là đảng viên. Chưa kể trong thời gian gần đây, những cái vụ án liên quan tới cục đăng kiểm của Việt Nam thì tất cả những kẻ nhận tiền hối lộ hàng tháng và có những cái hành động gọi là tham ô tham nhũng cũng đều là đảng viên luôn. Vậy thì trong vai trò tổng bí thư đảng ông Nguyễn Phú Trọng có chịu trách nhiệm liên đới hay không? và khi chịu trách nhiệm liên đới thì như thế nào do đó quý vị khi đặt tới câu hỏi này thì chúng ta thấy được cái gì chúng ta thấy được sự bịp bợm của ông nguyễn phú trọng chống tham nhũng chỉ là một cái trò thanh trừng của ông ta mà thôi để chính bản thân của ông ta còn không chịu trách nhiệm thì đừng nói tới người khác nếu nguyễn xuân phúc từ chức vì liên đới trách nhiệm thì nguyễn phú trọng cũng phải từ chức tổng bí thư vì liên đới trách nhiệm bởi vì tất cả những kẻ tham nhũng đều là đảng viên hết. Các bạn thấy chưa, do đó, chúng ta từ bên ngoài nhìn vào cái uh, xào sáo trong nội bộ Đảng Cộng sản thì chúng ta nghĩ ra, nhiều người cho rằng đây là cái công nguyện phú trọng chống tham nhũng. Nhưng với chúng tôi bên ngoài nhìn vào, đó là một cuộc thanh trừng. Đó là một cuộc thanh trừng chứ không phải là một cuộc chống tham nhũng. Bởi vì thứ nhất, tài sản của những kẻ bị thanh trừng được bảo mật và không tiết lộ cho công chúng thứ hai là cá nhân cái kẻ mà thực hiện cái chiến dịch đốt lò này cũng không chịu trách nhiệm liên đới luôn. Quý vị nên nhớ ông Nguyễn Phú Trọng đã làm tổng bí thư từ cái giai đoạn 2015 2016 rồi. Vậy thì trong 8 năm qua, 7 8 năm qua thì quý vị, số lượng đảng viên tham nhũng bị kết án rất nhiều. Trong vai trò tổng bí thư, ông ta có chịu trách nhiệm không? Do đó quý vị, chúng ta xem cái công cuộc chống tham nhũng này là một cuộc thanh trừng thì cũng không sai. Đó là cái câu hỏi thứ ba mà tôi đặt ra cho quý vị. Và cái câu hỏi kế tiếp, câu hỏi kế tiếp, liệu số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc như thế nào? Bây giờ thì quý vị thấy ông lên trên mặt báo chí đầy ở trong Việt Nam và tuyên bố là giống như một hero, ông ta chịu trách nhiệm liên đới trong hai cái vụ án này. Và ông ta từ chức. Nhưng mà liệu ông ta có từ chức cái sự từ chức này, hạ cánh này có được an toàn hay không? So với trước đây khi mà Nguyễn Tấn Dũng kết thúc cái vai trò thủ tướng của ông ta. Nguyễn Tấn Dũng thì không dính tới những cái tai tiếng lớn. Mặc dù người ta nói rằng Nguyễn Tấn Dũng dưới cái thời của ông ta tham nhũng rất nhiều. Nhưng mà ít nhất Nguyễn Tấn Dũng bây giờ vẫn còn nhàn nhã đi đánh golf ở Phú Quốc không cần phải lo lắng. Nhưng đối với lại ông Nguyễn Xuân Phúc thì tình hình khác đi. Tại vì Nguyễn Phú Trọng xưa nay vẫn không tin Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc xuất thân là người của Nguyễn Tấn Dũng. Và nhờ cái vụ triệt Nguyễn Bá Thanh không vào được cái uh, ban uh, bộ chính trị mà bị đá qua cái ban nội chính Trung ương và cuối cùng chết một cách bất minh. Thì quý vị, tất cả là do công của Nguyễn Xuân Phúc mà người đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào bộ chính trị chính là Nguyễn Phú Trọng nhưng bị đá ra. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Đây là cái giá phải trả cho một kẻ phản phúc. Tức là Nguyễn Xuân Phúc đã phản Nguyễn Tấn Dũng. Và bây giờ phải trả cái giá cho cái thái độ phản phúc của mình. Thì cái điều này tôi chưa nói tới. Tôi chỉ hỏi một câu là liệu những người ủng hộ cho Nguyễn Bá Thanh dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng họ có tha cho Nguyễn Xuân Phúc hay không? và quý vị, họ bắt tới những người thân trong gia đình bên vợ của Nguyễn Xuân Phúc, Phúc thì có nghĩa là cái vụ án này vẫn phải đi tiếp. Tại vì những người gia đình bên vợ của Nguyễn Xuân Phúc, nếu không có sự bật đèn xanh của bà Thu thì chưa chắc họ có thể khống chế được 62 cái CDC trong tổng cộng 64 tỉnh thành. Tức là 62 cái uh, trung tâm phòng chống dịch bệnh tỉnh để mà mua cái kit test của Việt Á nếu không có quy thế của bà và bà, 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 thủ tướng tức là bà vợ thủ, bà thủ tướng phu nhân đó thì ai ở trong các cơ quan CDC mà có thể mua cái kit test của Việt Á khi họ không biết rõ ràng và Bộ Y tế nếu không có cái quyền lực của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì làm sao Bộ Y tế thông qua một cách nhanh chóng trong vòng có một tháng thôi thì đã thông qua cái test này và cho phép nó được à, à, sử dụng rộng rãi trong công chúng Việt Nam. Cho tới khi mọi sự thật được phanh phui ra bên ngoài. Quý vị, do đó nếu mà quý vị hỏi tôi là cái vụ à, án của Nguyễn Xuân Phúc thì kẻ trùm cuối là ai? Tôi khẳng định quý vị trùm cuối là Nguyễn Công Khế. Nhưng tới giờ phút này Nguyễn Công Khế vẫn còn nhỡn nha Lý do Tại vì trong bao nhiêu năm Nguyễn Công Khế làm tổng biên tập của tờ báo Thanh Niên và phụ trách rất nhiều bên cái khu vực giải trí của tờ báo Thanh Niên. Thì quý vị, những giải hoa hậu, những cô hoa hậu hay là những người xuất hiện trong cái duyên dáng Việt Nam mà và Nguyễn Công Khế trước đây đã chủ trương đó quý vị. Nguyễn Công Khế là một tên ma cô. Và do đó, bây giờ Nguyễn Công Khế dùng cái thái độ ma cô này uy hiếp các uh, thành viên trong bộ chính trị và những người vây cánh của bộ chính trị khiến cho nguyễn công khế vẫn còn được an nhàn và chưa bị à, vịnh mặc dù có tin cho biết là công an đã mời nguyễn công khế lên nhưng có giữ cái passport hay không vẫn chưa biết trùm cuối cùng của việt á là nguyễn công khế đó là điều thứ nhất điều thứ hai liệu lần này nguyễn xuân phúc khi mà bắt đầu hạ cánh bởi vì ông ta đã bị tước đi tất cả những cái kim tài kim bài miễn tử ông ta đã bị đẩy ra tất cả những vai trò trong bộ chính trị kể cả cái chức chủ tịch nước có nghĩa là cái kim bài miễn tử đã biến mất rồi ông nguyễn xuân phúc bây giờ phải ngồi đánh lô tô tại vì không biết ngày nào ông ta sẽ giống như thân phận của đinh la thăng sẽ bị đưa ra tước đảng tịch và sẽ bị truy tố về các cái tội gì đó abcd chưa biết được tại vì cái phe mà ủng hộ nguyễn bá thanh đây là cơ hội của họ quý vị cái cuộc đấm đá ở trong cái đội bộ đảng cộng sản nó cũng trả nó cũng đã là một cái câu chuyện khá hứng thú cho chúng ta ngày hôm nay tuy nhiên nhìn từ bên ngoài vào nhìn từ bên ngoài vào cuộc đấm đá này là cuộc đấm đá tất yếu phải xảy ra lý do là bởi vì quý vị nguyễn phú trọng thấy rõ ràng nền kinh tế việt nam hoàn toàn bế tắc không thể phát triển được bởi vì Nguyễn Phú Trọng không đồng ý và không chấp nhận cái thỏa ước mà đã ký kết với bên ngoài. Trong đó là buộc Việt Nam phải có những cái tiêu chuẩn tối thiểu của cộng đồng quốc tế, bên đặc biệt là bên WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế Giới. Trong đó một nền tư pháp độc lập, một công đoàn độc lập và tôn trọng giá trị con người, cũng như là phải rõ ràng, minh bạch trong cái vấn đề xuất cản các hàng hóa, nguồn gốc hoàn hảo từ đâu. Thì quý vị, Nguyễn Phú Trọng không chấp nhận những những điều kiện này. Mà không chấp nhận những điều kiện này thì có nghĩa là hàng hóa của Việt Nam sẽ không xuất cản ra những thị trường tự do được. Do đó, Nguyễn Phú Trọng đích thân bay qua Trung Quốc lúc mà Tập Cận Bình vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Chủ yếu là năng nỉ Nguyễn Tập Cận Bình làm cách nào mở cửa cho thị trường xuất cản của Việt Nam. Tại vì ông ta biết rõ ràng, thời gian một thập niên tới, Việt Nam phải dựa vào nền kinh tế của Cộng sản Trung Quốc. Không còn chọn lựa nào khác. Nếu muốn tiếp tục duy trì cái đảng cai trị và nếu tiếp tục muốn duy trì cái quyền lực của một ông già gần 80 tuổi thì cái điều duy nhất là phải nghiêng về phía Trung Quốc. Do đó ông ta phải đích thân già rồi mà phải đích thân bay qua chúc mừng cho Tập Cận Bình. Do đó quý vị, Điều mà chúng ta thấy rõ ràng là ông Nguyễn Phú Trọng không còn một cái giải pháp nào khác. Trừ phi là cả một cái đảng Cộng sản sụp đổ thì Việt Nam mới có cái cơ hội phát triển kinh tế theo một chiều hướng khác. Ngày nào đảng Cộng sản còn cai trị đất nước Việt Nam thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không thoát được cái sự suy thoái khủng hoảng hiện nay. Và nó sẽ kéo dài trong vòng vài thập niên nếu Cộng sản còn cai trị. Bởi vì cái việc cái hiệp ước EFTA mà Âu Châu ký với Việt Nam nó chỉ có giá trị 7 năm. Trong 7 năm đó, nếu không cải tổ toàn bộ cái hệ thống chính trị và kinh tế, kể cả hệ thống à, luật pháp thì tất cả sẽ quay trở lại nguyên dạng. Âu châu sẽ áp thuế rất nặng nề lên tới cái hàng xuất cản của Việt Nam và đồng thời họ sẽ có những cái trừng phạt đối với Cộng sản Việt Nam nếu không có một cái sự cải tổ về kinh tế, cải tổ về hệ thống chính trị và cải tổ về hệ thống luật pháp. Đây là cái bản chất của cái ký kết hiệp ước F ta. Do đó quý vị không ít khi nào quý vị thấy được là cộng sản khoe là Ô, nông sản Việt Nam gồm có gạo, muối, đường, hải sản xuất cảng qua Âu châu được 100 tỷ, 200 tỷ. Hay là xuất cảng qua Mỹ được à, vài trăm tỷ. Mà nó chỉ hô chung chung là xuất cảng được à, 1-200 tỷ ra nước ngoài thôi. Tại vì tất cả những mặt hàng đó đa số đều xuất cảng qua Trung Quốc đa số đều xuất cảng qua Trung Quốc. Lâu lâu Nhật mở cửa cho một hai cái mặt hàng ví dụ như là trái cây ăn chơi hay là những cái mặt hàng gọi là trái thanh long này nọ xuất hiện ở vài ngôi chợ Á Châu tại Mỹ thì nó tri hô lên là hàng Việt Nam xuất cảng qua Mỹ. Thật sự quý vị, tôi đã từng nói với quý vị trong cái live stream trước tất cả mặt hàng Việt Nam xuất cảng qua Mỹ không có. Bây giờ chỉ được lọt vào ba cái thứ trái cây thì nó chỉ bán ở trong mấy cái chợ Việt Nam hoặc là một vài cái chợ Á Châu thôi. Còn toàn bộ các cái hệ thống chợ Mỹ trên toàn quốc, từ Costco, Albertson cho tới chợ Crown hay là à, những cái chợ Mỹ đó các vị, không có mặt hàng của Việt Nam. Không có mặt hàng à, hải sản, nông sản nào của Việt Nam cả. Do đó quý vị, họ không xuất cản qua Mỹ được chỉ qua một số những đầu nậu làm ăn với cộng đồng người Việt ở đây. Ví dụ như mấy ông chủ chợ ở đây nhập cản ba cái nước mắm hàng khô thì có. Nhưng mà con số này không nhiều. Con số này không có nhiều. Rồi Âu Châu cũng vậy nữa. Nói là xuất cản qua Âu Châu nhưng cứ bị đi các cái ngôi chợ Âu Châu cứ bị kiếm đỏ con mắt không có một mặt hàng nào nông hải sản của Việt Nam cả. Cùng lắm chỉ xuất hiện vài ngôi chợ Á Châu ở bên Âu Châu thôi nhưng nó vẫn lớn mồm, nó nói rằng xuất cảng qua Âu châu, xuất cảng qua Mỹ rồi xuất cảng qua Trung Quốc, nó cộng tổng số lại nó đưa con số ra. Thầu hết đều xuất cảng qua Trung Quốc. Bởi vì mặt hàng của họ bị giới hạn tại đây. Do đó quý vị, Nguyễn Phú Trọng biết rõ ràng nền kinh tế Việt Nam bế tắc. Nếu muốn duy trì sự cai trị của cộng sản thì nó sẽ đẩy Việt Nam vào bế tắc trong những năm tháng tới. Do đó do đó ông ta phải củng cố cái thị trường tiêu thụ được là ở Trung Quốc. Và muốn củng cố thì ông ta phải chịu áp lực của Tập Cận Bình. Tất cả những ai giữ khoảng cách với Cộng sản Trung Quốc đều phải loại trừ ra khỏi cái nguồn máy cai trị. Tôi nói là giữ khoảng cách với Trung Quốc chứ tôi không nói là thân Mỹ nha. Họ không thân Mỹ đâu. Họ thân Nga thì có. Nhưng giữ khoảng cách với Cộng sản Trung Quốc đều bị loại trừ. Thì quý vị, do đó quý vị, tại sao mà Nguyễn Phú Trọng đem nướng tất cả mọi thứ. Và bên ngoài nhìn vào, người ta vẫn không xem đây là một cái công cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng. Bởi người vì người ta biết rõ. Người ta biết rõ cái ý của Nguyễn Phú Trọng muốn cái gì. Và thứ hai là việc mà thanh trần những thành phần cán bộ cao cấp và đảng viên cao cấp trong quần máy là bởi vì những kẻ này muốn có một khoảng cách với Trung Quốc. Ông ta phải loại trừ ra hết quý vị đó là cái câu chuyện mà tôi đã nói với quý vị là lời phát biểu của nguyễn xuân phúc trên mặt báo chí ngày hôm nay có nhiều câu hỏi cho quý vị đặt ra thứ nhất là cái kýt tech của việt á thì ông ta trả lời rất thẳng thắn gia đình tôi vợ tôi con tôi và tôi không hề gặp ông chủ việt á đúng tại vì họ có gặp đâu người họ gặp là nguyễn công khế nguyễn công khế là tên đầu nậu chính là kẻ đứng phía sau cho nên Nguyễn Công Khế mới gặp được Việt Á Chứ ông chủ cái chiếc Việt Á Là cái con khỉ gì mà đi gặp ông thủ tướng Do đó ông ta trả lời kiểu này Cho nên cái vị nghĩ rằng là đúng Ông ta không tiếp xúc Nhưng gia đình ông ta có hay không Bên vợ của ông ta Không phải con của ông ta Mà gia đình bên vợ của ông ta có tiếp xúc hay không Câu trả lời yes Có Có nghĩa là họ đâu có tiếp xúc trực tiếp đâu Gián tiếp thôi và họ chỉ thông báo lại cho ông Phúc biết Thông th báo lại cho bà Thu biết thôi Và họ mượn lấy cái danh nghĩa của Thủ tướng Để bắt đầu đưa cái khẩu lệnh Lên tới 62 tỉnh thành 64 tỉnh thành Nhưng chỉ có 62 tỉnh thành mua thôi Nên cũng đủ rồi Thì quý vị Nếu không có lệnh miệng từ bà à, Thủ tướng Phu Nhân Thông qua em Úc trong nhà của bà Thì làm sao các cái CDC trên toàn quốc mà nhập cản cái kết thích của Việt Á. Do đó, quý vị, câu chuyện mà Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng ta tạm thời tin như vậy đi. Và nếu như Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng và nói rằng tôi nhận trách nhiệm, vậy thì Phạm Minh Chính có nhận nhận trách nhiệm về mặt gọi là guồng máy cai trị hay không? Bởi vì cái vụ hai vụ án này nó xảy ra giữa hai đời thủ tướng, từ Nguyễn Xuân Phúc qua tới Phạm Minh Chính. Và thứ hai là trong vai trò là tổng bí thư người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng có chịu trách nhiệm cho hàng trăm đảng viên tham nhũng và lạm quyền ở trong cái quần máy đó hay không? Quý vị, đội những câu hỏi này quý vị đặt ra không là nhức đầu cho Cộng sản rồi. Nhức đầu rồi. Là nếu mà truy tới cái trách nhiệm cuối cùng thì kẻ đứng đầu. Thì quần máy cai trị hiện nay thì Nguyễn Xuân Phúc. Còn quần máy của đảng thì là Nguyễn Phú Trọng nếu truy tới trách nhiệm cuối cùng thì những kẻ này phải chịu trách nhiệm nhưng chỉ có mình Nguyễn Xuân Phúc chịu thôi còn Nguyễn Xuân, Nguyễn Phú Trọng đầy quyền lực hết đó là chưa kể những cái phanh phui tiêu cực của cảnh sát biển nè của bộ Công an nè rồi à, của bên quân đội nè quý vị tất cả đều là đảng viên hết tại nếu quý vị không phải là đảng viên quý vị không nằm trong cái quần máy đó được quần máy một đảng cai trị là như vậy đó nhưng mà quý vị nó lấp liếm nó lấp liếm trách nhiệm và cuối cùng quý vị không những kẻ nằm ở thượng tầng tức là những kẻ nằm đó ít chịu trách nhiệm đó và dù có chịu trách nhiệm trên danh nghĩa thì cũng được hạ cánh an toàn riêng trường hợp của nguyễn xuân phúc thì tôi không nghĩ như vậy tại vì để leo được tới chức chủ tịch nước và thủ tướng trước đây Nguyễn Xuân Phúc đã làm rất nhiều việc mà khiến cho cái phe Nguyễn Phú Trọng không vui lắm, nhất là cái trường hợp của Nguyễn Bá Thanh. Nguyễn Bá Thanh trên quy tắc chết vì bệnh, nhưng quý vị căn bệnh này hơi lạ, căn bệnh này hơi lạ và chúng ta chưa biết được căn bệnh này nó xuất phát từ đâu. Và sau đó quý vị thấy đó, tới Trần Đại Quang cũng đã ngã bệnh chết, rồi à, Đinh Thế Huynh bây giờ đang ở đâu? kể từ khi mà lúc mà xảy ra câu chuyện của trần đại quang thì cùng một lượt đinh thế huynh cũng có bây giờ quý vị thấy cả mấy năm nay đinh thế huynh có xuất hiện hay không quý vị những câu chuyện đấm đá trong nội bộ của đảng cộng sản nó sẽ là câu chuyện mà quý vị có thể thảo luận được ở trên cái uh, mạng xã hội và những câu hỏi của quý vị sẽ không bao giờ có câu trả lời bởi vì nó thuộc về tài liệu mật của đảng và hồ sơ mật bảo mật của đảng rồi Nhất là tài sản của những quan chức Ok quý vị Đó là cái bài nói chuyện của Phong Trong cái chương trình đặc biệt Vào buổi uh, sáng ngày hôm nay Liên quan tới cái uh, việc Mà Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố từ chức Vì chịu trách nhiệm liên đới Trong hai vụ án Kiss Tech Việt Á và vụ án uh, Giải cứu ở trong Bộ Ngoại giao Tuy nhiên thì nhân cái lời Nguyễn Xuân Phúc nói và báo chí đăng ra thì chúng ta đặt câu hỏi dí tới luôn những ai chịu trách nhiệm liên đới cần phải từ chức giống như Nguyễn Xuân Phúc. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại cùng các chương trình khác. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.